Hello everyone, lâu quá rồi mình không có làm video bởi vì là tôi lười bởi vì đi làm rất là nhiều, thành ra những ngày nghỉ thì cũng đều có mấy cái việc linh tinh. Nhưng mà nói chung là thôi, mình sẽ không nói lòng vòng nữa mà mình sẽ làm cái video ho ngày hôm nay, bởi vì lần trước cách đây là chắc 2 tháng đâu, 1 tháng rồi sinh nhật của Lily là một cái video Get Ready With Me. Và mình nói là mình có mua rất là nhiều sản phẩm makeup mới. Và nếu các bạn muốn xem haul thì Lily sẽ làm haul cho các bạn. Và 1 tháng sau thì mình mới có giờ làm video. So, let's get started. Haul đầu tiên thì mình sẽ cho các bạn xem quà birthday gift của mình from Sephora. Đó là một cái sản phẩm sữa rửa mặt của Fresh. Đây là Soy Face Cleanser, có nghĩa là sữa rửa mặt đậu nành hả? Nó có tặng thêm cái này nữa là một cái mặt nạ hoa hồng, Rose Face Mask. Và cái điều mà rất là thú vị với cái này là khi mà mở ra thì ở trong cái mask á, nó còn có cả giống như là cánh hoa hồng á. Và mùi rất là thơm và rất là organic. Và Lily có mua một cái sữa rửa mặt của Laneige, like the multi cleanser one. Cái này thì Lily đã dùng rồi trong cái mini sample ngày trước, và mình rất là thích, thành ra mình đã mua bởi vì nó có một cái mùi thơm giống như là sữa tắm bé. Và cái hộp mà để exfoliate da nó rất là mịn, cho nên là tốt cho những bạn mà có da nhạy cảm. Và cái này nó cũng rất là bự mà giá thì cũng không đến nỗi mắc so với những cái sản phẩm trong Sephora. Và các bạn ở Việt Nam thì chắc chắn là biết về hàng của Laneige rồi, mình không cần phải nói nhiều. Cái tiếp theo mà Lily sắm được đó là một cái hũ Clinique Take the Day Off Cleansing Balm. Và không biết là ở Việt Nam thì các bạn đã nghe về cái này nhiều chưa, nhưng mà Lily coi YouTuber này thì rất là nhiều YouTuber recommend cái sản phẩm này. And then tiếp theo là Lily còn được tặng một cái Laneige Yogurt Repairing Mask trong một cái hũ màu hồng này, rất là dễ thương. Và cái này là khi mà mình mua đồ Sephora thì mình có rất là nhiều điểm mà mình có thể đổi những cái sản phẩm này. Mùi thì cực kỳ giống như là da ua dâu vậy, và cái texture của nó cũng giống như là da ua. Và cái này cũng là một cái sản phẩm free khi mà mình đổi với cái điểm. Đây là một sản phẩm của The Estée Edit by Estée Lauder, và cái này là Pink Peony Overnight Water Pack. Và cái kem này thì nó có một cái màu hồng trong suốt như thế này, và kem dạng nước á, rất là giống với Laneige Water Cream whatever, mình không nhớ tên, nhưng mà nó cũng nằm trong cùng một cái dòng này nè. Cái này thì Lily cũng mới xài qua một lần thôi, thì sau khi mà dùng ngày hôm sau mình rửa mặt á, thì nó vẫn còn ở trên da, nó không có hấp thụ hết. Và mình có cảm giác là mình rửa đi cái này á, thì không biết là như vậy có phí quá không. Nhưng mà đúng là khi mà rửa xong á, thì cái da mình nó rất là mềm và nó kiểu như là có rất là nhiều nước á, thành ra là cũng khá là interesting. Cái tiếp theo là một cái peel gel của Bosa, mình không biết đọc cái hiệu này sao luôn á. Mà mình rất là thích những cái mặt nạ mà mình có thể peel ra, tại vì rất là vui á. Như hồi nhỏ mình hay lấy keo mình bỏ lên cái da tay mình xong mình lột á. Mình nghĩ là cái này sẽ rất là thú vị. Và tiếp theo là sẽ đến phần makeup, thì cái này là Lily đã có sử dụng trong cái video Get Ready With Me. Nếu bạn đã chưa xem thì nó sẽ hiện trên màn hình right now. Và không thì có thể bấm trong description box, mình sẽ link cái video vừa rồi mà mình dùng cái bút chì này. Bút chì này là của Benefit, và cái shade của Lily, cái shade mà Lily dùng là màu số 4. Bút chì này thì rất là đẹp để kẻ cho lông mày, nó rất là mịn và rất là dễ kẻ khi mà bạn mới á, hoặc là nói chung là không có tài kẻ lông mày mấy á, thì cái bút chì này rất là bút chì thần thánh luôn á. Khi mà mình mới dùng thì mình rất là thích, bởi vì nó rất là dễ kẻ hơn cả cái cây bút chì của Anastasia mà Lily đã dùng rất là lâu rồi. Dùng không biết bao nhiêu cây, nhưng mà từ ngày mà phát hiện ra cây này thì mình tạm biệt Anastasia. Với lại cái design của cái bút chì này rất là đẹp,
Và thậm chí cả cái chì của và cái chì cái lược của cái này nó cũng mềm hơn Anastasia rất là nhiều, khi mà mình chải á thì không có bị đau. So I really like it. Cái packaging của Beverly là cũng like perfect. Thậm chí cái hộp của nó cũng đẹp quá, mình không. Hôm nay là cái ngày gì mà cứ rớt đồ. Thậm chí là cái packaging của nó cũng đẹp quá, mình không muốn dục luôn á. Gần đây chắc các bạn nếu mà đã mê makeup thì ai cũng biết là liquid lipstick là làm mưa làm bão trên thị trường makeup, và rất là nhiều hãng là tung ra kiểu liquid lipstick, và Sephora họ cũng làm một cái cây liquid lipstick của riêng họ tên là gì nhỉ? Cái này gọi là cream lip stain, có nghĩa là nó cũng hơi giống với lại soft lip cream của NYX á, nhưng mà cái này nó còn stain trên cái môi nữa thì nó giữ màu được lâu hơn. Và Lily mua cái màu hình như là pink souffle, nó là một cái màu hồng hồng, a little bit, nó hơi hồng mà hơi mauve một chút, rất là dễ thương. Và tại vì màu mauve nó rất là typical rồi, ai cũng xài hết, mà Lily có rất là nhiều son màu mauve cho nên quyết định là sắm một cái màu hơi hồng một tí. Cái son Sephora này thì chỉ có 18 đồng ca thôi mà mình rất là thích. Oh my goodness, hôm nay là cái gì mà cứ rớt đồ tùm lum. Cái son này thì rẻ hơn tất cả những cái cây son khác ở trong Sephora và chất lượng cũng khá là ok. Mình nghĩ là mình sẽ cho em này được 3.5/5 sao, bởi vì nó hơi nhỏ mà cái packaging của nó cũng không có được đẹp lắm, nhưng mà you know, tiền nào của nấy thôi. Còn cái em tiếp theo là một cái ống son của Tarte, này là Tarte Lip Paint trong màu TBT, là một cái màu mauve cực kỳ đẹp luôn á. Oh, hồi nãy Lily quên swatch cho các bạn xem, chắc phải đây là một cái. Ok, hold on, let me swatch for you girl. Đó, màu này rất là dễ thương luôn, mà cái màu nó rất là đúng với lại cái ống son, tại vì có nhiều cái ống son á, cái màu nó ra khác với cái ống. Ok, cái này á, là Tarte Lip Paint, và cái tên của nó cũng rất là ý nghĩa, bởi vì cái son này nó lên đó hả, mịn kinh khủng luôn, it's like so buttery. Và cái môi bạn dù cho có bị hằn vết máy đi đổ đánh, cái son này lên là nó mịn mà nó căng cái môi kinh khủng luôn. Và cái này thì không phải là liquid lipstick, cái này thậm chí cũng không phải liquid lipstick, nhưng mà you know nó lì á, khi mà nó khô rồi thì nó sẽ lì. Cái son này thì rất là dễ chịu trên môi, và mình chỉ ấn tượng một cái là khi mà mình thử á, cái nó mịn quá, thành ra là mình phải mua liền. Mà cái màu này cũng rất là đẹp. Cái mùi của cái son này thì nó hơi kiểu có mùi bạc hà một tí. Và ống son này thì cũng hình như là 20 mấy đồng, mình không nhớ nữa. Mắc hơn một tí, nhưng mà đồ của Tarte thì thường giống như các bạn biết là nó rất là khá là đắt tiền. Nhưng mà cái ống son này là hơi bị tuyệt vời. Lily có dùng cái này trong một cái video, Lily có dùng cái này trong cái video Get Ready With Me lần trước á. Nếu mà bạn nào muốn xem là trên môi nó như thế nào thì có thể xem, và mình sẽ swatch cho các bạn coi nè. Màu yêu kinh khủng chưa? Màu này là cực kỳ đẹp luôn á, màu này là đúng chất mo và Lily rất là thích. Lily dùng cái cây này nhiều hơn là cái cây màu hồng này, bởi vì nhiều khi màu hồng nó chỏi với những cái áo quần mà mình bận á. Và tiếp theo là một cái cây son nữa, mà bây giờ thật sự mấy cái công ty này nó kêu liquid lipstick, nhưng mà ba cái hai cây này á thật sự cũng không phải liquid, it's like cream. Và cây tiếp theo là của Bare Mineral, và Lily lựa màu Weekend. Cái màu này á, họ nhìn thì thấy nó rất là bình thường, nhưng mà khi mà đánh lên môi á thì nó đẹp kinh khủng luôn. Lily sẽ swatch cho các bạn xem nhé. Mình cũng không biết sao mình thích cái màu này dữ dằn luôn á. Nó hơi cam, hơi nâu một tí. Lily có đang đánh cái màu đó trên môi nè, mà mới
ăn xong, thành ra bây giờ nó lợt rồi. Thôi để đánh lại cho các bạn xem nha. Màu yêu không thể tưởng tượng nổi luôn á, màu kiểu mình thấy cũng khá là Hàn Quốc á, và rất là dễ với tất cả các kiểu make up hoặc là bận đồ màu gì mình thấy cũng đẹp hết. Mình cũng thấy cái màu này nó rất là người lớn á, kiểu như là đi làm văn phòng rồi đánh cái màu này rất là đẹp. Và cái này thì cũng là thuộc dạng cream trên ống son, trên cái bao bì thì nó nói là matte liquid lip color. It is matte but nó creamy cho nên là nó không giữ được lâu trên môi, nếu mà ăn là nó sẽ trôi liền. Có cái này nè, tại vì nó stain cho nên nó giữ được lâu hơn một tí. Và ống son cuối cùng mà mình sắm được đó là của Smashbox. Lily mua cái này bởi vì mình cũng nghe là Smashbox có kiểu liquid lipstick và rất là dễ chịu á trên môi, chứ nó không có khô như là son của Colourpop. Thành ra mình cũng muốn thử. Và cái màu này là màu boss, because it's red, so you're gonna look like a boss, you know. Và cái người mà đứng đằng sau cái màu này là một cái YouTuber danh hài rất là nổi tiếng trên YouTube. Chị đó tên là Lily Singh. Nếu mà bạn nào muốn học tiếng Anh và kiểu muốn coi hài cùng một lúc á, thì nên kiểm tra, nên coi cái channel của chị này, bởi vì video của chị rất là funny. Chị collab với lại Smashbox để tạo ra cái màu son đỏ nó giống như là màu Ruby Woo của MAC vậy đó, rất là đẹp và phù hợp cho... Oh my goodness, for the last time. Làn da châu Á. Và màu son này dành cho những cô gái năng động, trẻ trung và tự tin. Đó là trong cái quảng cáo của chị nói vậy. Nên mình dịch ra tiếng Việt cho các bạn. Tôi thích son đỏ nhưng mà thường mình rất là ít đánh, bởi vì son đỏ nó rất là messy. Và khi mà mình đi ra ngoài là không bao giờ kiểu touch up son á, thành ra nhiều khi nó sẽ bị trôi rồi dín vào răng rồi it's like, I don't know, it's really messy. Và mình ăn cũng khó. Em này nói là always on và nó nói là nó sẽ... Let me see. Trong này nó có cả primer oil với jojoba, apricot and sunflower oil. Thành ra là nó sẽ không có bị khô môi. Nó rất là tuyệt vời. Bữa trước mình thử trong Sephora cái màu lên quá là đẹp, thành ra là phải mua liền. Mà mình không biết là dùng lâu thì nó có bị khô môi không. Nhưng mà cái formula này nó rất là nhẹ, mà màu thì lên coi như là so vibrant luôn. Và nó rất là lightweight trên cái môi của mình, thành ra là mình nghĩ là nó sẽ giữ được lâu mà không có làm khô môi. Đây là bốn màu son mà Lily đang rất là yêu thích gần đây. Cuối cùng là Lily có hai thứ từ MAC, đó là một cái pigment, đây là màu rose. Và các bạn hãy xem nè, cái màu này nó đẹp kinh khủng luôn. Lily đang đánh cái này trên mắt của mình nè. Và cái video tiếp theo sẽ là một cái video make up có đi kèm với lại cái rose pigment này, nên các bạn có thể đón xem. Nhớ subscribe cho channel của mình nếu các bạn nào chưa subscribe. Và cái màu này nó rất là đẹp luôn các bạn ơi. Khi mà mình thấy màu này như mình fell in love, mình không thể nào mà không mua được. Và cuối cùng là the one and only famous MAC Fix Plus. Lily mua cái này cũng không biết tại sao nữa, tại vì là bữa trước đang coi YouTube video xong thấy mọi người nói về like pigment này nó, xong muốn đi mua, xong vào tiệm thì thấy cái này. Và cái này ấy xịt lên cọ để dùng với cái này thì màu nó sẽ lên rất là vibrant, so I bought it but I don't really need it. So yeah, đây là những cái sản phẩm mà mình mua trong vòng 2 tháng vừa rồi, hoặc là 3 tháng luôn á, mua từ tháng 8 tới bây giờ. Thành ra là nó rất là nhiều. Cảm ơn các bạn đã xem video đến tận giờ phút này. Nếu các bạn thích video này thì nhớ cho mình một cái thumbs up và đừng quên comment ở dưới các bạn muốn xem video gì sắp tới. Lily có một cái Instagram tên là Lily Ann Bùi, có thể follow me on that. Và Lily có một cái vlog channel nữa, Lily sẽ cố gắng làm nhiều vlog cho các bạn xem trong tương lai, bởi vì gần đây mình quá là bận nên không có giờ quay video gì hết. Anyways, thank you for watching and I will see you guys until the next video. Bye!